hello, chào bà con, chào đại gia đình nha. Tình hình thế sự bây giờ nhiễu nhương quá ha. Đó, nhức cái đầu lâu quá, bây giờ em quay qua em chăm sóc em Lan đi, cho nó nhẹ đầu gì. Đúng không? Công nhận là cái drama của sư Minh Tuệ với lại chị Phương Hằng bây giờ làm tôi rối não quá quý vị ơi. Nhức quá đi, nhức quá đi ha. Rồi ok, hát bài về thế sự cuộc đời nha. Rồi bắt đầu là mình chăm sóc em Lan tiếp. Ok, bài hát được mang tên Giàu và Nghèo. Ok. Giàu là nhậu bia với tôm, có chân dài ngồi ôm kế bên. Nghèo nhậu với cá kho, nhưng trong lòng ta không thấy lo. Giàu nhậu chung với nhau, quen những người cơ quan cấp cao. Nghèo nhậu chung với nhau, nhưng nghĩa tình anh em lớn lao. Sao nè? Giàu thì đi xe hơi, uống bia ôm sướng vui cuộc đời. Nghèo mình đi xe ôm, không có tiền đành uống bia hơi. Giàu nhiều khi chơi dơi, nghèo mà vui ai ơi. Buồn thì sao nè? Buồn thì ta năng ly, mời anh em đến để tâm sự đời. Giàu và nghèo cũng giống nhau, cũng là người như nhau thế thôi. Đừng tự cao bản thân, để cuối cùng quên đi nghĩa nhân. Nghèo tuy hơi khó khăn, thế nhưng lòng ta sống thẳng ngay. Đừng như cơn gió bay, bởi con người sống nay chết mai. Đúng không quý vị? Giàu thì đi xe hơi, uống bia ôm sướng vui cuộc đời. Nghèo mình đi xe ôm, không có tiền đành uống bia hơi. Giàu nhiều khi chơi dơi, nghèo mà vui ai ơi. Buồn thì sao? Buồn thì ta năn ly, mời anh em đến để tâm sự đời. Giàu à nghèo cũng thế thôi, cũng là người như nhau hết trơn. Đừng tự cao bản thân, để cuối cùng quên đi nghĩa nhân. Nghèo tuy hơi khó khăn, thế nhưng lòng ta sống thẳng ngay. Đừng như cơn gió bay, bởi con người sống nay chết mai. Đừng như cơn gió bay, bởi con người sống nay chết mai. Nhất cá răng sau ăn kẹo dừa. Bùm bùm. Ok, chào bà con, chào đại gia đình nha. Ủa là la à, đó thấy chưa à, giàu nghèo cũng giống nhau, cũng là người đó, thấy không đó. Mình đừng có gọi là vì cái tiền mà mình này kia kia nọ ha. Mình đừng có vì tiền mà mình bất chấp đó, mình làm những cái việc mà trái với lương tâm đó. Tao nhắc mày đó Lan. Ơi dạ dạ, khổ quá cái gì ha. Rồi kiện tiếp, viết đơn nữa này. Nó nhắc tới con này là viết đơn, nó viết đơn hoài luôn á. Nó viết đơn á. Bây giờ là Lan quyết định là quất bà Hằng không trượt phát nào luôn rồi nha. Đó, Lan đã quất chính thức là quất bà Nguyễn Phương Hằng đã theo cái điều 116 của Bộ luật Hình sự. Đó. Quý vị thấy không? Nó cầm đèn ở chạy trước ô tô, bởi tôi nói cái con này tôi khổ nó ghê quý vị. Đó. Đó, ông Dũng với bà Hằng á là tổ chức kêu gọi quyên góp cho đồng bào miền Bắc, đúng không? Đó, người ta mới dự định là cái ngày đó quyên góp. Chưa tổ chức quyên góp á, là bắt đầu nó viết đơn, nó kêu cứu khẩn cấp rồi. Rồi ha. Rồi không biết mấy cái đơn kêu cứu khẩn cấp của mày sao rồi Lan ha. Mày nói cho tao biết thử một cái đi nha. Mày kêu cứu khẩn cấp đó. Rồi họ chưa quyên góp á, là mày đã kêu cứu khẩn cấp. Mày làm giống như là móc hết tiền của dòng họ trên bàn thờ gia phả nhà mày hay gì á đó. Mày lo mày sợ mất tiền. Rồi họ tổ chức quyên góp xong á, thì mày ngậm cái họng mày lại ha. Rồi bây giờ thì họ, bà Hằng bà nói là ngày 20 tháng 10 bà làm talk show ha. Thì bắt đầu là bữa nay mới có ngày 15, 16 rồi. Đó. Chưa tới 20 tháng 10. Đó. Thì bắt đầu là họ nói là 20 tháng 10 tới họ làm talk show. Đó. Thì họ chưa mà. Họ chưa, nó vẫn là quyết định lên là bữa nay hắn quất Nguyễn Phương Hằng theo điều 116 là cái tội gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đó. Sao người ta, sao mà mày không đợi Lan làm cái gì mà Lan cũng rột rẹt mà làm cái gì cũng vội vàng vàng thế Lan ha. Đó, vậy thì đợi đi, cứ đợi đến ngày 20 tháng 10 ha. Đó, ví dụ như bả lên bả nói cái gì á mà nó có dấu hiệu gì mà ảnh hưởng rồi có cái này kia phạm luật rồi đó, chia rẽ khối đại đoàn kết rồi đó ha. Đó, rồi hồi đó viết đơn kêu cứu cũng chưa có muộn mà
thấy chưa? Đó mà tao biết mày kêu cứu quanh năm mà, đó mày kêu cứu khẩn cấp quanh năm mà, à, cái lúc nào cũng kêu cứu khẩn cấp quanh năm suốt tháng, tao thấy mày khẩn cấp hoài. À, rồi mày nói là đơn mày gửi hôm nay là ở ngoài bộ là các bác là sáng hôm sau nhận liền, mày gửi giao hàng nhanh, gửi GrabFood hay gì á, à, sáng hôm sau nhận liền nha. À, mà bây giờ mấy bác nhận là sao rồi? À, thấy chị khổ ghê. Nó nổi câu chuyện mà hôm qua mày đi Lào không thôi nha, mày đi Lào thôi đó. À, mày nói là mày đi Lào mày làm cao tốc đó. Mà mày lên mày nói một lần rồi, à, rồi không biết khi nào mày đi, tao cũng không biết đường nào tao trả lời cho người ta được ha. À, cứ vậy hoài đó làm sao à, cứ cầm đèn mà chạy trước ô tô mà nói xạo nói láo không mà viết đơn sao rồi, bao nhiêu cái lá đơn mà viết sao rồi. À, bữa đó là kêu cứu khẩn cấp cái vụ Nguyễn Phương Hằng và Quỳnh Quý Dũng là bỏ túi hàng ngàn tỷ đồng là kêu gọi quyên góp ở Đại Nam rồi sao rồi. À, rồi các bác trả lời ra làm sao hả? À, các bác trả lời ra làm sao nè? À, kêu gọi quyên góp là đút túi riêng hàng ngàn tỷ đồng là vụ đó làm sao? À, rồi bây giờ họ nói ngày 20 tháng 10 họ live stream. Đó, 20 tháng 10 họ giao lưu. Đó, thì bây giờ mày viết đơn mày khẩn cấp mày kêu cứu là kêu là gì? Cái vụ chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Ha, à, là chia rẽ cái gì? Đó, trong đó là chia rẽ cái chỗ nào? Cái lời nào là gây chia rẽ? Họ chưa diễn ra mà mày cứ cầm đèn mà chạy trước ô tô khổ ghê á. Cái con này nó có nhiều cái hay lắm quý vị. Ăn là ăn giật nè. Đó. Rồi kêu thợ là tới nhà đồ này nọ. Ông Thịnh ông đi xây nhà, cuộc đời ông xây bao nhiêu cái nhà không dính, mà dính vô cái nhà con này là ở tù liền luôn, bởi khổ ghê á, cuộc đời mà. Ông xây bao nhiêu cái nhà mà không dính, dính vô cái nhà con Lan là ở tù ngay và luôn. Đó, là quý vị thấy không con này. Rồi bắt đầu là nó hay gì nữa? Rồi nó hay nhận vơ, đó nó hay nhận vơ, rồi nó hay gọi là bô bô cái miệng. Đó, rồi hôm qua tôi làm clip nó nhận nó cháu của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và kêu gọi bằng cậu bằng đồ đó làm sao đó không biết á. Bây giờ làm sao? Đó, bây giờ ngậm rồi chứ gì, lên clip đính chính giùm cái đi, người ta hỏi hoài kìa, người ta comment đầy ở trong bài tôi không biết trả lời làm sao. Đó, cháu là cháu như thế nào? Đó, họ nói là bây giờ là Lan làm cái family tree đó. Family tree biết không? À, Lan học tiếng Anh là Lan biết cái family tree không? À, family là cái gia đình đó, còn tree là cái cây biết không? À, cây như cây thông Noel đó biết không? Đó, gọi là mày viết lên cái bảng, mày viết từ cái đờm cố xuống cái gia phả, mày viết làm sao mà cho thấy dính cái nha, cái tên Đinh Lan với lại bác Lê Khả Phiêu giùm cái nha. Đó, chứ gia đình họ lên tiếng là không có ai mà bà con thân thuộc quen biết mẹ trơn á. Đó, nhận vơ nữa rồi. Đó, rồi bây giờ là kiện rồi tụng nữa đây. Đó, được cái vụ bà phát ngôn về ông Minh Tuệ là bắt đầu tụi bay rần rần lên, tụi bay té nước theo mưa, tụi bay làm ào 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 ào, có cái gì đâu mà làm. Bà Hằng bà có nói gì ông Minh Tuệ đâu, bà có nói gì chưa? À, bà có nói gì chưa nè? À, nói gì chưa? À, bà cứ nói là tôi sẽ làm cái phân tích này, cái phân tích cái đúng cái sai thì từ từ nghe bà nói đã ha. À, lâu nay là không có cái gì bá vô rồi, bây giờ nghe thấy cái gì là bắt đầu là đục nước là béo cò, rồi lên làm với lại bẫy gà rồi diệp già rồi làm ao 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 như cha chết sống lại, như nước sôi đổ vô hán. Tôi mệt tụi bay ghê. À, tụi bay làm giống như là tụi bay ảnh hưởng ghê gớm lắm, làm như là bà Hằng bà đụng trực tiếp vô nhà của tụi bay hay gì á, kêu cứu khẩn cấp với lại tôi này kia kia nọ. Ai cũng biết là tụi bay làm vì miếng cơm manh áo mà. À, một con người người ta làm người ta cho đi như bà Hằng á, người ta không lẽ không đứng về phía bả, không lẽ không tin bả? À, không lẽ bây giờ người ta nghe cái lời của cái con mà khố rách áo ôm, mà con mà ở nhà thuê ăn mì gói mà suốt ngày cứ đi kiện người này kiện người kia để lấy cơm bỏ vô mồm, đúng không? Hả? Nó ai không biết, ai không biết tụi bay làm vì cái điều đó, đúng không? Ví dụ bây giờ cái gia đình người tiên người này hoặc người kia hoặc cái gia đình nọ, người ta gặp cái gì đó người ta kêu cứu khẩn cấp á, thì cộng đồng mạng người ta cũng đứng lên, người ta cũng ủng hộ, hoặc là cơ quan chức năng cũng sẽ xử lý. Còn mày cứ kêu cứu mà kêu cứu để kiếm cơm không à, kêu cứu để kiếm cơm, bây giờ không kêu cứu là đói đó, cho nên cứ kêu cứu khẩn cấp hoài. À, bây giờ cơ quan chức năng họ thấy họ cũng mệt á, họ thấy họ cũng mệt á. Tụi bay kêu cứu không biết tụi bay có mệt hay không á, chứ các bác lãnh đạo thấy cũng nhức đầu, không biết mày bị cái gì mà kêu cứu ha. À, không có ảnh hưởng tới ai kêu cứu á. Họ kêu gọi quyên góp cho đồng bào lũ lụt miền Bắc, bắt đầu là mày cũng kêu cứu khẩn cấp. À, mà phải mày mất tiền đâu,
tiền của mày đâu có, mày có góp vô đó đồng nào đâu, tiền của nhân dân, tiền của những người gọi là mạnh thường quân mà mày cũng lo đó. Rồi họ bỏ vô bao nhiêu đó, bà Hằng bà bỏ ra 25 tỷ đó, bà không lo. Mày lo bà Hằng bà thò tay vô đó bà móc bớt cái thùng đó. Trời ơi tụi mày lo quá, khổ ghê á, phải kêu cứu. Hey, thằng Bảy Gà đều cũng lên ú là la, rồi Dịp Già đều lên chửi, chửi không biết vì cái điều gì mà cũng chửi, cứ lên chửi cha mắng mẹ người ta đó, cứ lên chửi cha mắng mẹ bà Hằng, chửi cha mắng mẹ ông Dũng này kia, là cái thứ này thứ kia. Mà nhìn lại cái bản thân người ta thấy tụi bay thấy đáng thương ghê đó, thấy cái đẳng cấp người ta như thế mà cái tụi bay là ba cái thứ mà ở nhà thuê mì gói mà không có học thức nữa nhé đó, mà cái ba cái thành phần gì đâu không mà cứ đi chửi người ta. Trong khi ông Dũng bà Hằng là những người có học, những người có tiền, những người có địa vị, họ nhắc về ông Dũng bà Hằng là họ ngưỡng mộ, họ kính trọng. Còn cái thứ mà cóc ghẻ xoài mía ghim mà như tụi bay lại đi chê, lại đi chửi, tao không biết tụi bay chửi về cái điều gì, nhưng mà thôi cũng thông cảm, cũng thông cảm, tại vì tụi bay không chửi thì tụi bay bị đói, cho nên ráng ráng để có cô chịu đấm ăn xôi mà. Ráng vạch ra cái gì xấu xấu của bà Hằng, coi bà có cái gì bà phát ngôn gì đó là bọc vô liếm ha, kiểu như chờ bà Phương Hằng bà phun ra cái bãi nước miếng nào á. Giờ kiểu như bà Hằng bà phun ra cái bãi nước miếng nào, bắt đầu là Bảy Gà này, Diệp Già, Đinh Lan rồi, Kim Mao TV, Hoàng Ngọc rồi, Trang Khang Mắm Tôm rồi ha, bay vô liếm. Trời ơi không liếm đói, cho nên nó canh lắm, nó canh bà Hằng phun nước miếng lắm quý vị. Bà Hằng mà có rớt cái bãi nước bọt nào ra là bắt đầu là tụi nó bay vô nó liếm liền. Bây giờ mà không liếm thì lấy cái gì mà ăn, đúng không? Cho nên phải kêu cứu khẩn cấp quý vị. Nó phải nộp đơn, nó nộp bộ đơn, không biết mấy trăm bộ đơn của nó là giờ làm sao rồi. Đó, Phúc Thẩm, Giám Đốc Thẩm, Diêm Dương Thẩm rồi mấy năm trời rồi ha. Đó, bây giờ còn đòi xử lại, đòi thanh tra, đòi này đòi kia. Nó tụi bay rảnh quá mà. Hả? Bây giờ rồi còn viết đơn đòi thanh tra cái Đại Nam đồ. Ôi thôi tôi nghe. Cái Đại Nam mà làm cái gì mà sai nha, cái Đại Nam mà làm cái gì mà không đúng quy định của pháp luật á, là ở tỉnh Bình Dương còn đó mà, đó rồi ngoài bộ còn đó mà, họ có bên bộ thanh tra đồ này nọ, họ có những cái đoàn thanh tra kiểm tra, họ thanh tra từng quý từng tháng, đúng không? Nhưng mà họ đâu có đợi mày la, họ đâu có đợi mày kêu cứu đâu, đúng không? Họ thanh tra hàng ngày mà. Đó, có cái dấu hiệu phá sản hay là thuế má hay gì, chỉ cần mà có cái gì mà gọi là dấu hiệu này nọ là cơ quan thanh tra họ vô họ làm liền, tại đó là công việc của người ta, họ đâu cần mày phải kêu cứu đâu. Ủa là la nhức đầu quá Lan ơi. Tiếp tục chăm sóc nha, nhớ cái clip sau ra làm ơn vẽ giùm tao cái family tree á đó, vẽ giùm tao cái sơ đồ gia phả dòng họ sao mà cho bà con thấy dính cái tên Đinh Lan với lại cái bắt Lê Khả Phiêu giùm cái nghe, chứ là mày nhận vơ là mấy năm nay rồi đó, nay là tao mới có được khán giả người ta là cung cấp thông tin nha. Đó, nhà bắt Khả Phiêu là có bà ba người con đó, ai người ta cũng lên tiếng, không có biết mày là cái thành phần nào ấp ơ vô mà người ta quen biết là nhận vơ bà con, ảnh hưởng đến gia đình người ta, nghe chưa? Rồi nhớ ra clip thì làm giùm cái đó giùm nha, rồi nói gì cứ nói. Chứ nói tầm bậy tầm bạ không à, nào bây giờ nói không trúng cái nào hết, bây giờ nói trúng cái đi nè. Cái vụ đi Lào là mày làm đường cao tốc là tao chưa nói, là khán giả đang thắc mắc là sụp sôi là bao nhiêu năm rồi. Rồi bây giờ cái vụ dính gia đình bắt Phiêu mày vẽ giùm tao cái gia phả ra cho mày dính vô xíu nha. Rồi ok, cuối video clip sẵn sàng giới thiệu những cái sản phẩm sức khỏe và làm đẹp của Nhật Bản nha, cô chú anh chị xem qua xin kính mời. Rồi như thường lệ cuối video thì Sơn Sàm cũng xin giới thiệu một số sản phẩm của Sơn Sàm ở trong cái Zalo này cho tất cả quý vị chúng ta cùng tham khảo nha. Trong cái Zalo này rất là nhiều sản phẩm của Nhật Bản uy tín chất lượng, hàng Nhật chất lượng Nhật 100% made in Japan. Đó, đây là hàng của em, kênh YouTube của em chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, không quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho ai hết nha quý vị. Rồi thì ở trong này nó có rất là nhiều sản phẩm của Nhật Bản, tuy nhiên mỗi video clip thì Sơn Sàm giới thiệu 2-3 sản phẩm lên đây cho cả nhà mình dễ dàng tham khảo nha. Rồi đầu tiên em xin giới thiệu cái viên uống viêm xoang. Đây cái thuốc viêm xoang này là Chikunai 224 viên một hộp.
đó, các anh chị nào bị những cái bệnh xoang lâu năm nè, xoang sàn, xoang mãn tính nha, xoang mà lâu năm không hết nha, riêng cái sản phẩm viêm xoang này là em bán tự tin nhất đó, tất cả những ai mà dùng qua đều khỏi nha quý vị đó, một liệu trình 3 hộp là dứt điểm nha quý vị. Rồi thì cái này 224 viên uống được một tháng nha, một liệu trình 3 hộp cực kỳ hiệu quả, viêm xoang Chikunai em bán 1.750.000, 1.750.000 một hộp. Rồi tiếp theo là cái dạ dày cô qua đó, dạ dày cô qua nha, các anh chị nào đó bị là trào ngược dạ dày nè, ở nóng, ở chua, đầy hơi, hơi thở có mùi, ăn không tiêu, viêm loét dạ dày các kiểu, thì đây 100% từ lá tí tô nha quý vị, hỗ trợ rất là tốt về dạ dày nha, đó rất là đỡ luôn. Hộp này 300 viên đó, mỗi ngày mình uống 6 viên đó, chia làm 3 lần mình uống với nước ấm, mình uống trước khi ăn khoảng 30 phút, cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi em bán 750.000 một hộp dạ dày cô qua. Rồi tiếp theo là gì, cái miếng dán thải độc chân đó, cái này thì hồi xưa bán chạy lắm nhưng mà thời gian gần đây không có hàng, mới nhập về nha quý vị. Rồi cái miếng dán thải độc chân là gì đó, khi cơ thể chúng ta cảm thấy uể oải mệt mỏi là nó có độc tố trong người nha, nó có độc tố trong người, thì đây trước khi đi ngủ á, mình ngâm chân mình ở trong cái nước ấm khoảng 10 phút, mình lau cái bàn chân khô đi. Một hộp này nó có 36 miếng ở trong này ha, đó 36 miếng, thì bắt đầu mình lấy hai cái miếng mà nó có tẩm dược liệu trong đó, chúng ta đắp vào hai cái lòng bàn chân, rồi sau đó chúng ta lấy hai cái băng dính trong này nữa, chúng ta dán lại ở trong cái lòng bàn chân, rồi để mà nó ok là mình mang thêm đôi vớ vào để khi mình ngủ nó không bị tuột ra, mình ngủ tới sáng mình lột cái miếng dán ra nó đen thui đó, độc tố ở trong cái bàn chân nó hút ra, và khi sáng mình ngủ dậy thì cơ thể mình tâm hồn mình, cái tinh thần mình nó sảng khoái, người mình nó nhẹ nhàng đó. Dùng một hộp, hai hộp, ba hộp, dùng đến khi nào mà mình gỡ cái miếng dán ra mà nó không còn màu đen nữa, nó hút hết độc tố thì mình ngưng ha. Cực kỳ hiệu quả cái miếng dán thải độc nha, miếng dán chân thải độc 950.000 một hộp 36 miếng, 950.000 nha quý vị. Rồi tiếp theo là một cái sản phẩm viên uống đau vai gáy EX Plus. Đây, cái này là cực kỳ hiệu quả dành cho các cô chú anh chị nào bị đau vai gáy nha. Đó, sáng ngủ dậy mà cái vai gáy mà nó cứng, nó ngắt mà nó đau, dở cái tay, nhìn qua bên đây không được, nhìn qua bên đây không được nè, đau vai gáy nha. Đó, 270 viên, 270 viên viên uống đau vai gáy EX Plus nha, cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi em bán 1.950.000, 1.950.000 nha, 1.950.000 một 270 viên viên uống đau vai gáy. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu cái sản phẩm DHA EPA SQ. Đây là một cái loại hoạt huyết dưỡng não, đó, bổ não nha, dành cho người lớn và trẻ em. Người lớn và trẻ em đều dùng được, phát triển não bộ nè, tăng cường oxy lên não nè, đó, và đặc biệt là gì, bổ não, tăng cường trí nhớ nè, đó, ngủ ngon, ngủ sâu nè, đó, nó cải thiện tất cả vấn đề về thần kinh nè, đó, rối loạn tiền đình các kiểu nha, bổ não cực kỳ hiệu quả. Rồi cái DHA này 300 viên, rồi em bán 330 viên, rồi em bán 3.500.000 luôn, 3.500.000 luôn nha, cực kỳ hiệu quả. Đây là cái hoạt huyết dưỡng não DHA dành cho người lớn và trẻ em đều dùng được, phát triển não bộ và bổ não cực kỳ tốt ha. Rồi còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này đó, các anh chị cứ vào tham khảo nha. Các anh chị ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber đó, còn các anh chị trong nước thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại. Các cô chú anh chị dưới quê thì mình có thể gọi điện trực tiếp cái số này gặp Sơn Sàm, đặt hàng rồi cho địa chỉ và số điện thoại, Sơn Sàm ship hàng gì tới nơi, nhận hàng rồi kiểm tra hàng xong rồi thanh toán cho shipper ha. Đây là hàng của em, kênh YouTube của em không bao giờ bán hàng tầm bậy. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 ha. Đó, đây là hàng của em, kênh của em không bao giờ bán đồ tầm bậy, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, các anh chị cứ yên tâm, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi chúng ta cầu quý vị sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Hẹn gặp lại trong video sau, chào tạm biệt.